vừa 9 giờ sáng vừa mở cửa lên là nó đã lấp ló lên trước cửa rồi. Nó luôn luôn là đầu tiên của tiệm này. Nó cũng rất là vui, nói chuyện anh em nói chuyện với nhau từ đầu giờ tới cuối giờ luôn. Hello. Đang nói về nhóc kia. Nó nhóc tèo. Nó thích cái tâm lắm. Mỗi lần nó tới đây nó chơi rồi nó cứ cắt hoài. Có khi tụ cũng cắt tới 3 lần không biết cắt sao. Tới anh ơi, kệ cho em đường này. Anh ơi, kệ lại cho em cái lai lai đi. Nó thích cắt lắm. Sao con tới tiệm cắt tóc hoài vậy? Bởi vì có hồn tôi tới. Tôi chờ đến từ sáng cho đến tối. Rồi nó mới chịu về. Anh em về nó mới về luôn. Tao lâu nhắc. Ê, hình như nó lẹ tới nữa rồi kìa. Hello người anh em. Sao? Hôm nay các kiểu gì để đi dục thêm gió đẹp hả? Các kiểu gì cũng được chú. Ok. Đầu đinh nha. Dạ. Sao vậy? Cái tóc gì rồi cắt gì nữa bây giờ? Chú rút keo. Ok. Đây, thì cái chạy máy luôn á.